vinh quang dòng tộc. Chỉ đạo nội dung Hội đồng Họ Đỗ Đầu Việt Nam, kịch bản và đạo diễn Đỗ Duy Thông, âm nhạc nhạc sĩ Dương Thanh Nam, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Thanh Vân, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng, thể hiện lời dẫn nghệ sĩ Xuân La Thu Phương, do tập thể nam nữ nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trình diễn. Thank you.
dõi Chí Kinh Bang, tên gọi Đỗ Thư, đã tiên phong khai lối mở đường, phương Nam tiến mở mang bờ cõi. Thank you.
thuần nông đã có công khai kỷ nguyên lúa nước. Cháu bốn đời là Nguyễn Minh Khiết tài ba, hiếp trang hưng quốc phì gia, kết duyên công chúa lệnh bà đoan trang. Kinh Dương Vương có năm trang nam tử, Lạc Long Quân tuấn tú khác thường, nối ngôi định giữ kỳ cương, văn lang khai quốc triều đường hùng vương. Kỳ nguyên dựng nước kiên cường, con hồng cháu lạc một phương an hòa. Trợ vương luyện tu đắc đạo phi phương, quý danh bát bộ kim cương sáng ngời. Hiệu là Bạch Tích Thủy Kim Cương.
lối cũ dấu thơm nghìn xưa còn đó. Cây to báu vật muôn thuở còn đây. Chương 2 Hưng nghiệp tổ tông. Từ Đức Thủy Tổ Đỗ Thương đặt nền xây móng, tổ mẫu đoan trang quý thị nối dõi sinh dòng. Trải qua 5.000 năm họ tộc hưng công, cho hậu thế sáng bừng cơ nghiệp. Nay dòng tộc Đỗ đầu ta đã viết nên những trang sử hào hùng cùng non sông đất nước. Tự hào sao bao tấm gương trung trinh son sắt, sử quốc phả xa ghi danh vĩ liệt tiền nhân. Cụ Đỗ Phú thuở hùng vương diệt giặc ân, tướng Đỗ Hành thời Trần bắt sống ngay Ô Mã. Người họ Đỗ đầu ta vốn tôn hành Phật đạo, lấy nhân nghĩa làm đầu, đoàn kết thương nhau, trước sau lành thiện. Tuy triều vận có lúc trầm kha, nhưng danh sĩ khôi khoa thời nào cũng có. Bảng vàng bia đá muôn thuở còn ghi, 99 danh sĩ họ Đỗ đầu đài hoa. Từ trang nguyên bảng nhãn thám hoa, cho đến hoàng giáp tiến sĩ, tài hoa lưu danh hậu thế muôn đời. Thank you.
Lịch sử luôn vận động không ngừng, đất nước cũng thịnh hưng có lúc. Sau những bình yên là ngoại xâm áp bức, trăm họ người Nam lại chung lòng chung sức giữ quê hương. Triệu người con họ Đỗ đầu Việt Nam đã không tiếc máu xương cùng dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất giang sơn đất nước. Ngày nay hàng trăm người con Đỗ đầu Việt Nam đang là những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, chính quyền các cấp, các tướng lĩnh sĩ quan trong lực lượng vũ trang, hàng ngàn người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ với những công trình nghiên cứu sáng tạo nổi bật, hàng vạn doanh nhân họ Đỗ đầu trong nước và định cư ở nước ngoài đang ngày đêm góp phần làm cho đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Hàng triệu con cháu chắc họ Đỗ đầu Việt Nam cũng đang ngày đêm chăm lo rèn đức luyện tài kế nghiệp sự nghiệp vinh quang của tổ tông. Hàng vạn ông bà cha mẹ lưu mực công dân gương mẫu đã đang cùng với quốc gia chăm họ xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu. Mừng sum họp. Xuân về hoa thắm nở muôn nơi, non nước xuân vui đẹp đất trời. Nam Định hân hoan mừng gặp gỡ cháu con Đỗ đầu hồi trung vương. Ngày xuân con cháu về đây, Bắc Trung Nam một này hòa vui. Đào mai khoe sắc rạng ngời, thâm tình đoàn kết muôn người họ ta. Thank you.
Tổ về Minh Giang. Hậu duệ tâm thành kính tâm nhang. Đàn cao linh vị hào quang tỏa, phúc âm ban đều khắp nhân gian. Tổ anh linh
Xa gần chung mạch huyết hồng xứng danh, đỗ đầu nối dòng dòng tiên chữ rằng mộc bản thủy nguyên. Một bản thủy nguyên cây cao vững gốc nước liền mạch khơi xuân này sum họp muôn nơi. Xuân này sum họp muôn nơi, chung câu nguồn cội đầy vơi nỗi niềm. Xuân này xuống hò mùa nơi chung câu nguồn cội đầy vơi nỗi niềm. Bắc Trung Nam đủ ba miền đi, Bắc Trung Nam đủ ba miền sáng danh đỗ đầu họ Hiền vẻ vang. Xuân này tộc phả sang trang thêm yêu tổ quốc huy hoàng Việt Nam. Gặp nhau khúc hát vui mừng, họ ta đỗ đầu tưng bừng sắc xuân.